chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Vâng, tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2018. Vâng, vào thời điểm này là 4:05 buổi chiều ngày 23. Cửa hàng Thanh Hạnh rất vinh dự lại được chào đón tiếp tục một đoàn khách đến từ quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Vâng, vị khách về với cửa hàng. Vâng, anh Biên. Vâng, phía bên trong thì là anh Biên nhé. Vâng, anh về cửa hàng sắm cho mình hai sản phẩm trong buổi chiều ngày hôm nay là một chiếc Omni Denon mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Cửa hàng đã đăng bài trên kênh rồi. Một chiếc Omni Denon có mã là 890DG đem đồng. Và sản phẩm thứ hai của anh là một chiếc Quang Gutin KM5FX. Vâng, sản phẩm thì anh cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đã thẩm âm chất âm của sản phẩm mà anh đã lựa chọn bên cửa hàng. Vâng, mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường audio. Vâng, rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, và trong clip này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng xin lỗi một vị khách hàng. Và chiếc Omni này thì chính thức là đã nhận lời với anh. Vâng, nhưng sáng nay vì hai cuộc điện thoại có nhầm lẫn với vị khách hàng này. Khách hàng này đã được sở hữu ngay cho mình một chiếc Omni mà cửa hàng đã hứa hẹn với anh khách kia. Vâng, sau một vài ngày nữa thì cửa hàng tiếp tục lại về sản phẩm đó để bù đắp lại cho anh. Vâng, trước khi những sản phẩm rời cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì sẽ quay chi tiết lại một lần để cho quý khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết những sản phẩm luôn được quý khách hàng yêu mến. Vâng, chiếc Quang Gutin chống rú rít KM5FX. Vâng, đây là một lỗi nhỏ của chiếc Omni mà cửa hàng cũng đã thông báo cho quý khách được rồi. Đây ạ. Vâng, vào thời điểm này thì những chiếc Omni như vậy có giá dưới 20 triệu đồng một chút. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.